liên quan đến sự cố tràn dầu thải vào nguồn nước sản xuất của nhà máy nước sông Đà, Ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà Diversco vừa cho biết đã hoàn tất khắc phục sự cố để đủ điều kiện cung cấp nước sạch trở lại cho khách hàng. Từ nước sạch sông Đà, chúng tôi mong muốn thông qua các cơ quan thông tin báo chí gửi đến người dân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố, lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ, dân phiên bản của Diversco nêu. Phía doanh nghiệp này cũng cho biết, xin được cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố tương đương một tháng tiền nước. Trước công bố của Diversco, nhiều người dân cho rằng thái độ khắc phục của ty này là quá chậm chạp, trễ và chưa thỏa đáng. Ông Hoàng Xuân Thuyên, ban đại diện tòa nhà Sun của Are 21 Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết, hai hôm nay ban đại diện đã phối hợp với ban quản lý tòa nhà để thao dọn bể ngầm, bể trên cao của hai tòa nhà. Bể cuối cùng hoàn tất thao dọn là 4 giờ sáng 24 tháng 10, ông Thuyên nói. Đại diện ban quản lý tòa nhà Sun của Are cho biết, đơn vị đã huy động cán bộ kỹ thuật làm tăng ca 2 ngày nay để thao bể. Ty Diversco đơn vị mua nước từ Diversco rồi bán lại cho dân phóng viên, có đến nơi để đo khối lượng nước phải xả ra để có phương án cung cấp. Tuy nhiên, việc làm tăng ca thì ban quản lý phải tự chịu. Chúng tôi đề nghị Diversco có thêm cung cấp cho việc này, đại diện ban quản lý tòa nhà nói. Ban quản trị tòa nhà Theli khu thành phố Thế Hệ Trung Văn, quận Hà Đông, cho biết vừa phối hợp cùng đơn vị quản lý, cư dân thao rửa bể ngầm. Đại diện ban quản trị tòa nhà này cho rằng, ngoài việc cung cấp lượng nước thất thoát, đơn vị cấp nước phải bồi kém thiệt hại cho người dân do không đảm bảo đúng pháp luật của hợp đồng. Bà Trang, trú tại nhà 17 thay khu đô thị Thế Hệ Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội, cho biết thêm, từ khi thành phố có công bố nước an toàn, gia đình vẫn theo thói quen sinh hoạt thế hệ là mua nước bình để ăn uống. Khi nào có văn phiên bản xét nghiệm hòa bình nước từ riêng bình thường cư thì tôi thế hệ yên tâm, bà Trang nói. Ngoài ra, nhiều cư dân ở khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính bức xúc, miễn phí một tháng tiền nước có đổi lại sức khỏe của người dân, và tiền mua nước đóng chai, thay lọc nước của hàng nghìn người dân ai sẽ chịu. Ghi nhận tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, nhiều người dân vẫn tiếp tục sử dụng nước đóng chai vì chưa tin cậy vào nguồn nước sông Đà. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện tổ dân phố số 3 khu Trung Hòa Nhân Chính cho biết, theo quan sát chỉ thấy công nhân xuống dưới bể rồi bơm ra, không thấy kỳ cọ lao rửa bể. Như vậy thì người dân chưa thể yên tâm được. Theo một số người dân nhà tái định cư 3A Trung Hòa Nhân Chính, họ vẫn hạn chế sử dụng nước máy trong nấu nướng. Bởi hút nước ra phải lau chùi, tẩy uế, chứ nếu chỉ bơm vào bơm ra thì không thể sạc dầu mẫn. Được biết, mỗi tháng khu Trung Hòa Nhân Chính gồm 18 tòa bình thường cư và 1.000 nhà liền kề tiêu thụ khoảng 70,0 mét khối nước sông Đà. Mất bò thế hệ lo làm chuồng. Thí sinh Đào Trọng Tứ, trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam nhận định, nhìn công bố của Diversco tôi thấy sự thiếu bổn phận và thực sự lo ngại cho nguồn nước sạch tương lai. Theo thí sinh Tứ, cứ mỗi khi có vấn đề xảy ra chúng ta thế hệ rà soát, yêu cầu lắp cảm biến hiện đại, camera giám sát, in bí mật dẫn nước như vậy là mất bò thế hệ lo làm chuồng. Lắp đặt các hệ thống tự động là tốt, nhưng thế hệ chỉ đảm bảo chất lượng đầu vào, còn đầu ra là nước sạch sinh hoạt cho người dân thì sao? Thí sinh Tứ nêu. Cũng theo thí sinh Tứ, cần có trang bị quan trắc tại các điểm từ đầu ra nhà máy nước sông Đà, đến các điểm trung chuyển nước đến họng nước dân cư. Các thông số này, Diversco phải công khai, minh bạch hàng ngày. Thí sinh Tứ cho rằng, nước là mặt hàng hải doanh của doanh nghiệp cần phải có kiểm định chất lượng, truy nguồn gốc xuất xứ tiêu chuẩn Việt Nam về nước sạch đã rất đầy đủ, cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, kiểm tra để thực hiện đúng quy chuẩn, thí sinh Tứ nói. Thí sinh Kỹ thuật số Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, qua sự việc cho thấy việc bảo vệ nguồn nước từ đầu nguồn, mối quan hệ giữa các tỉnh, các vùng chưa chặt chẽ. Dù nước đã được chuyển cho tư nhân hải doanh, nhưng cần phân công và phân cấp quản lý rõ ràng bổn phận và trên cơ sở đó sẽ xử lý nếu có sai phạm. Hiện nay việc phân công phân cấp bổn phận, quyền hạn trong đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước vẫn chưa đồng bộ và rõ ràng ràng. Lắp đặt các hệ thống tự động là tốt, nhưng thế hệ chỉ đảm bảo chất lượng đầu vào, còn đầu ra là nước sạch sinh hoạt cho người dân thì sao? Thí sinh Tứ nêu. Cũng theo thí sinh Tứ, cần có trang bị quan trắc tại các điểm từ đầu ra nhà máy nước sông Đà, đến các điểm trung chuyển nước đến họng nước dân cư. Các thông số này Diversco phải công khai, minh bạch hàng ngày.